Chiều ngày 2 tháng 7, tiệc chia tay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường tham dự World Cup 2023 đã diễn ra trong sự vui mừng và cổ vũ của nhiều người. Đại sứ New Zealand tại Việt Nam phát biểu trong buổi tiệc và khẳng định, đối với bà, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng khi tham dự World Cup 2023. Tối ngày 2 tháng 7, Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức lễ chia tay đội tuyển Việt Nam trước khi đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung lên đường tham dự World Cup 2023. Tại buổi lễ, bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand chia sẻ, "Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu và vui mừng được chào đón đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tới New Zealand để lần đầu tiên tham dự World Cup 2023. Buổi tiệc chia tay này là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi gửi tới họ những lời chúc tốt đẹp nhất cho hành trình lịch sử phía trước. Chúng tôi biết là các cô gái vàng của Việt Nam sẽ khiến cho Việt Nam tự hào và mong muốn người dân New Zealand được nhìn thấy tinh thần chiến đấu mà họ đã thể hiện trong suốt hành trình để đến với giải đấu này." Ngài Andrew Goleszinovski, Đại sứ Australia, bày tỏ, World Cup năm 2023 là sự kiện thể thao có nhiều người xem xếp thứ 3 thế giới và là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy phụ nữ tham gia thể thao. Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn đã trở thành một phần của sự kiện thể thao lớn này. Như Thủ tướng Albanese và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói trong cuộc gặp mặt gần đây với đội tuyển, tôi xin nhắc lại, các bạn đã là một người chiến thắng, hãy cứ đi và tận hưởng, các bạn đã khiến chúng tôi tự hào rồi. Đáp lại tình cảm của Đại sứ New Zealand và Đại sứ Australia, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, gửi lời cảm ơn và nhấn mạnh. Hơn một năm thôi, tâm thế đội tuyển nữ Việt Nam đã thay đổi. Chúng ta đã giành 2 tấm huy chương vàng SEA Games 21 và 22. Chúng tôi tin là đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho một kỳ World Cup đặc biệt để thi đấu hết mình với sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ và màu cờ sắc áo Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam xin hứa thi đấu đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực trong từng trận đấu với tinh thần Việt Nam. Ông Mai Đức Chung cũng xin chúc cho đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Australia sẽ thi đấu thật tốt tại World Cup 2023. Chúc cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có những trận đấu tại World Cup 2023 thật tốt để đem về những bàn thắng thật đẹp mắt cho các cổ động viên nước nhà. Trận đấu đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam sẽ được diễn ra vào tháng 7 này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin về giải đấu tới quý vị.